Do đó có sự đắc dị thục sanh thần thông, do đó có sự đắc dị thục sanh bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, do đó có đại bồ tát đắc an trụ pháp dị thục sanh như thế, thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật ở chỗ các đức Phật cung kính cúng dường thức ăn uống y phục tràng hoa hương xoa hương bột xe cộ anh lạc tràng phan bảo cái phòng xá đồ nằm kỹ nhạc đèn đuốc và đủ các thứ đồ dùng thượng diệu của trời người, cho đến thiện căn vô tận, cho đến sau khi nhập niết bàn, xá lợi và các đệ tử vẫn còn được cung kính cúng dường đủ thứ mà sức thiện căn vẫn chưa hết. Lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều không có sở đắc thì bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa và các thần thông có gì sai khác? Phật dạy: này thiện hiện, đã không sở đắc thì bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa và các thần thông đều không sai khác. Vì muốn khiến kẻ có sở đắc kia xa lìa nhiễm trước, nên phương tiện tuyên thuyết bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa và các thần thông có tướng sai biệt. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà không sở đắc thì bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa và các thần thông đều không sai khác? Phật dạy: này thiện hiện, đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng chấp trước sự bố thí, chẳng chấp trước người bố thí, chẳng chấp trước người nhận, chẳng chấp trước vật bố thí mà hành bố thí, chẳng chấp trước tịnh giới mà giữ tịnh giới, chẳng chấp trước an nhẫn mà tu an nhẫn, chẳng chấp trước tinh tấn mà tu tinh tấn, chẳng chấp trước tịnh lự mà tu tịnh lự, chẳng chấp trước bát nhã mà tu bát nhã, chẳng chấp trước thần thông mà tu thần thông, chẳng chấp trước bốn niệm trụ mà tu bốn niệm trụ, chẳng chấp trước bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng chấp trước pháp môn giải thoát không mà tu pháp môn giải thoát không, chẳng chấp trước pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng chấp trước bốn tịnh lự mà tu bốn tịnh lự, chẳng chấp trước bốn vô lượng bốn định vô sắc mà tu bốn vô lượng bốn định vô sắc, chẳng chấp trước tám giải thoát mà tu tám giải thoát, chẳng chấp trước tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ mà tu tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ, chẳng chấp trước tất cả pháp môn tam ma địa mà tu tất cả pháp môn tam ma địa, chẳng chấp trước tất cả pháp môn đà la ni mà tu tất cả pháp môn đà la ni, chẳng chấp trước 10 địa Bồ Tát mà tu 10 địa Bồ Tát, chẳng chấp trước 5 loại mắt mà tu 5 loại mắt, chẳng chấp trước 6 phép thần thông mà tu 6 phép thần thông, chẳng chấp trước 10 lực Phật mà tu 10 lực Phật, chẳng chấp trước 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng mà tu 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng chấp trước đại từ mà tu đại từ, chẳng chấp trước đại bi đại hỷ đại xả mà tu đại bi đại hỷ đại xả, chẳng chấp trước pháp không quên mất mà tu pháp không quên mất, chẳng chấp trước tánh luôn luôn xả mà tu tánh luôn luôn xả, chẳng chấp trước trí nhất thiết mà tu trí nhất thiết, chẳng chấp trước trí đạo tướng trí nhất thiết tướng mà tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, chẳng chấp trước hữu tình mà thành thục hữu tình, chẳng chấp trước cõi Phật mà nghiêm tịnh cõi Phật, chẳng chấp trước tất cả Phật pháp mà chứng quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, đại Bồ Tát nên hành bát nhã ba la mật đa vô sở đắc như thế. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát có thể hành bát nhã ba la mật đa vô sở đắc như thế, thì tất cả ác ma và quyến thuộc của chúng đều chẳng thể phá hoại. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: bạch Thế Tôn, tại sao đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nhất tâm nhiếp thọ đầy đủ bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ
cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ tất cả pháp môn tam ma địa, tất cả pháp môn đà la ni, cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tính, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ 5 loại mắt, 6 phép thần thông. Cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Phật dạy, này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, việc hành bố thí ba la mật đa chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Việc tu tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Việc tu bốn tịnh lự chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Việc tu bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Việc tu bốn niệm trụ chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Việc tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Việc tu pháp môn giải thoát không chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Việc tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Việc an trụ thánh đế khổng chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Việc an trụ thánh đế tập diệt đạo chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Việc tu tám giải thoát chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Việc tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Việc tu tất cả pháp môn tam ma địa chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Việc tu tất cả pháp môn đà la ni chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Thế quyển thứ 373.